Xin chào tất cả mọi người nhé. Giới thiệu mọi người một chiếc laptop trong phân khúc đó là hơn 5 triệu một chút, nhưng mà nó là dòng laptop chính hãng, được sử dụng cho các cái văn phòng, người sử dụng văn phòng. Đó là một chiếc laptop Acer, dòng này là dòng laptop chính hãng luôn nhé, không thể so sánh với những hàng nhập khẩu được. Cái hàng này là hàng của em, là lấy được từ thu mua được từ của người tiêu dùng. Nó là một chiếc laptop Acer Epizai A315. Con này là chiếc laptop Acer, này là sản xuất năm 2021, đó là đời rất là mới luôn. Mặt ngoài thì giới thiệu sơ qua mọi người, nó là màu mà ánh kim trắng, vỏ nhựa nhé, dòng Acer này vỏ nhựa này, cấu hình là Core i5. Cấu hình thì đợi một chút em sẽ giới thiệu sau. Con này thì được trang bị chip, đây xem sẽ quay mặt sau cho mọi người. Laptop này thì là này là hơn 6 triệu một chút, thì con này được đánh giá là khá cao so với hiệu năng của nó, với lại giá tiền của nó là quá phù hợp luôn. Đây nhá, em sẽ quay cái mặt sau cho mọi người. Đây là chiếc laptop là Acer A315. Được tích hợp con chip Core i5 thế hệ 11, 8 x 8 CPU, 2.4 GHz, RAM thì được trang bị RAM 16 GB, RAM 8 GB, nhầm mất, đây RAM 8 GB này. Đấy. Con này thì chip Core i5 thế hệ 11, đây Intel Iris. Về mẫu mã thì nó là màu nhôm bạc, nhưng mà vỏ nhựa. Màn hình thì được trang bị màn hình Full HD. Cổng mé bên tay trái thì được tích hợp hai cổng USB và một cổng HDMI cũng như là chân sạc. Mé bên phải thì được tích hợp một cổng USB, một jack tai nghe 3.5, đây là một khóa, không phải chân Type-C. Con này chưa được tích hợp chân Type-C. Đây, có bàn phím số. Màn hình thì 1080 Full HD luôn rồi. Bốn mặt đều là nhựa nhá, vì dòng Acer này là được trang bị chưa được cho ok lắm. Về ngoại mình chỉ chê cái nó là mặt nhựa thôi. Hai là vỏ yếu và chưa chắc chắn. Sản xuất 2021 này. Sản xuất 2021 luôn. Như vậy là đến 2023 mới hết hạn. Đây là hàng của FPT phân phối này. Máy của người dùng thì rất ok. Chưa thấy có dấu hiệu của xuất sát. Và em đã tháo ra vệ sinh rồi nhé. Đó. Mặt này giả nhôm. Đấy. Sau khi mà giả nhôm thì nó sẽ bay ra thì nó sẽ hiện lên cái phần nhựa này. Đấy. Ổ thì trang bị ổ 256, màn hình thì Full HD. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.